gì à? À, pháo khi bầu cử, khi bầu cử thì liên hệ được người dân và tỷ lệ gần như 100%, còn hỗ trợ bỏ lại sai sót quá nhiều. Dạ ông nội, ông nội, người ta bầu cử á, là người ta gửi cho người có quốc tịch, lộn lộn lộn, cái người có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, còn mà cái mạng trợ cấp á, thì từ lưa hết đó ba. Nói chung này nó anh cảm thấy nó khác nha về bản chất em. Nếu mà nói vậy thì thôi anh bó tay nha, thấy nó có mùi quá à. Có mùi mấy em tự ngửi đi mấy em, đừng chọi phá lum mấy em chết á. Vì à, cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép dư luận mà sao kê. Vậy kệ nó, vậy kệ nó, không có vấn đề gì hết trơn á. Chọi vàng thật không sợ lửa con, phải không? Vàng thật đâu sợ lửa đâu. Vậy thì đó, giờ Duy Nguyễn sao kê đó, giờ ai ai lùm xùm gì đó sao kê hết đi, vậy thôi. Nếu mà nói thì tôi nói vậy, không thôi có gì đâu, tôi bỏ tiền ra mà tôi cũng phải sao kê đó. Mấy ông thấy trên đời này có chuyện nào nghịch lý vậy không? Mà tôi như người ta là tôi làm đơn tôi tố cáo rồi đó. Tôi nói thiệt, quá đặng này mình phải bỏ tiền ra mình sao kê luôn. Tôi nghĩ thiệt trên đời này không có người thứ hai đâu. Vì à, em Duy ở Sài Gòn mong từng ngày được mở cửa lại để đi làm, đi chơi. Còn bên Mỹ anh thì đi chơi thoải mái, ra đường không cần đeo khẩu trang và vô cùng tự do nhé em. Đúng luôn, đúng, bên anh giờ là gãy như ra đường đâu cần đeo khẩu trang đâu. Mẹ vô cùng tự do luôn. Nhưng mà có đi không có về nha các bạn. Biết sao không? Tại vì á, ngày 9 tháng 9 á, là 3.231 người ra đi nhưng mà không bao giờ họ trở về đó. Và một ngày, và à, để coi, đổi 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 lại, đổi lại cái này mới hot nè, nè cái ngày này nè, nè và gì quên rồi à, và ngày 11 tháng 9. Ủa giờ giảm rồi mẹ ơi, chết mẹ, pháo này không xịn, để lục lục ngày cũ đi đó, ngày này mới sắp nè đó. Và ngày 1 tháng 9 năm 2021 có 210.995 người, đọc 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 lại cho nó mượt số các bạn, 210.995 người ra đi nhưng mà hơn số đó đi vô bệnh viện, hơn phần nửa số đó đi vô bệnh viện nha các bạn, còn phần còn lại thì đi về nhà uống thuốc đó, tự do đó, ra đi thoải mái nha. Em rất đồng ý với anh luôn. Ok, kỳ này anh đưa pháo hơi bị xịn đó anh, được nha anh. Gì gì đam ngu quá hả, đồ có chửi đam ngu nữa ba, đam ngu vậy, đam đam ngu chỗ nào? Tự nhiên mày tự do quá mày ra đi không về thì tao nói mày ra đi không về thôi, chứ tự nhiên đam ngu là ngu sao? Không, còn cái chuyện mà, cái chuyện mà đương nhiên là mong mong mà mở cửa ra từng ngày thì ai cũng mong cả, nhưng mà cái dấu hiệu của dịch đó nó có đủ an toàn để mà đi ra từng ngày, để đi để mở cửa để mà làm ăn chưa, hay là cần phải đóng cửa thêm thời gian nữa để cho nó chắc cú vậy thôi? Khịa gì bố. Mà ta hài nhất cái chữ ra đi tự do không cần đeo khẩu trang đâu, mà nó nói câu này mà nó nói được. Trời ơi, tao nói thiệt á, mấy em dân trí của Mỹ đó nha mấy em, dân trí của Mỹ chứ không phải dân trí Việt Nam nha. Tao không hiểu sao trong cái thời điểm này, trong lúc này mà nó còn tự hào nó ra đi tự, ra đường đi tự do mà không đeo khẩu trang. Má ơi má, chán luôn. Bây giờ ở bên Mỹ tao thì tao cũng núp ở nhà luôn, còn không mà tao đi ra đường tao cũng đeo 2 lớp cho chắc cú, đứng xa 2 mét miễn là gần mình với bạn. Không biết bạn có, bạn có lụi chưa, bạn chưa lụi căng lắm. Cái gì à, giấc mơ cao tốc Bắc Nam của Việt Nam không biết bao giờ thành hiện thực. Duy Nhĩ ăn sáng ở Sài Gòn, ăn trưa ăn ăn sáng ở Sài Gòn, ăn trưa ở gì, ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Sài Gòn còn hơi xa vời. Mày chạy con khỉ khô gì mà mày ăn sáng ở Hà Nội mà ăn trưa ở Sài Gòn được, mày ngu vừa thôi con. Mày có đi máy bay mày mới làm được chuyện đó thôi. Má ơi, nó đòi ăn sáng ở Hà Nội mà nó đòi ăn trưa ở Sài Gòn, mày làm như Việt Nam nó nhỏ như Lido Sài Gòn đó con. Trời ơi, má, gần 2.000 km mà nó nói chuyện kìa các bạn đó, ngàn mấy, gần 2.000 km mà xe mày chạy kiểu gì mà mày đòi ăn sáng ở Hà Nội mà ăn trưa ở Sài Gòn, mà mày khịa giấc mơ cao tốc đồ. Còn tao nói thiệt với mày, ở cao tốc trước sau cũng có à, còn cái tộc kia không có đất để xây cao tốc nha. Tộc kia tộc gì anh quên rồi mấy em ơi, tốc độ bàn thờ. À, nhưng cái quan trọng là bên này đi làm thoải mái về kinh tế và phát triển đều đều, còn Việt Nam kinh tế sao rồi em? Ở ông nói chuyện mắc cười, vậy năm ngoái Việt Nam phát triển nước Mỹ của ông sao rồi anh? Nói chuyện ra mà không biết ngu đúng không? Bây giờ chỉ cho nghe, năm ngoái mình tăng trưởng dương nha bồ đó, năm ngoái bồ sao vậy bồ đó, gáy không bồ. Bây giờ đừng có lấy Mỹ đế ra so Việt Nam, thôi tội nghiệp Mỹ đế quá, lấy Mỹ màu ra so Việt Nam đi. Bây giờ tôi chỉ nêu ra một cái hiện tượng bên Mỹ thôi, cái tiền trợ cấp của Mỹ nó cho đó từng mấy trăm đô đó bạn, cộng lên tháng khoảng chừng 2.000 mấy, 3.000, cái cho lặn vậy đi đó. Rồi xong rồi nó ăn rồi nó ngủ ở nhà không, nó ôm vợ nó không, mà nó không chịu đi làm, dẫn tới những cái doanh nghiệp nhỏ người ta thiếu lao động đó, dẫn tới những doanh nghiệp nhỏ thiếu lao động. Thì tôi hỏi ông, cái đó kinh tế phát triển làm sao? Tôi nói mé mé thôi nha các bạn, tại cái này đụng chạm tới Mỹ, tôi nói này các bạn nhiên mà hiểu á, hiểu không? Có những thành phần nó ăn bám nó không chịu đi làm á, bởi vì tôi nói mà chính sách của dân chủ kiểu đó là sai rồi.
bỏ đói như mấy cộng bỏ đói như Cộng Hòa đó là bảo đảm nó lết đi nó làm liền à. Còn bây giờ ra đường nó sợ Covid, nó nằm ở nhà nó đẻ thôi đó. Một tháng nó chấp nhận lấy 3.000 luôn, đi ra ngoài làm 3.500, ở nhà làm 3.000 thôi, ở nhà ngủ làm cho một đống cái gọi là cái business nhỏ đó, nó thiếu thợ, nó thiếu người làm, trả giờ cao hơn nó cũng làm nữa, đi đi treo cái bảng thuê lao động ở ngoài ngoài cửa đó, lương tối thiểu 12 đô là thấp rồi đúng không, giờ trả 18 đô nó cũng ứ làm luôn đó, hiểu chưa, nhá nhá thôi nha. Nên ông nói nghe ngon vãi chưởng, đâu ông tưởng đâu giờ không ai biết về Mỹ hết, tôi đụng tôi gành Mỹ hơn ông nữa chứ ông xạo xạo tại sao phản động hay nghèo vậy anh? Tại vì phản động không lo đi làm, lo phản động sao giàu được em. Đam vô cái đống sắc dụng đội vốn đội đỡ 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 gì sắc dụng đội vốn như cơm bữa, kiểu gì cũng ăn, rồi mày đam vô đi, tao chọt mày cái mày ăn không, tao hiểu mày muốn nói cái gì rồi con. Mày muốn đam đường sắt cái Linh Hà Đông chứ gì đúng không? Đó má, còn mỹ đế của mày đấy, tiền thế của dân cũng đem đống sắc dụng á mà đem ra nước ngoài á đó, hiểu không, đem đống sắc dụng ra nước ngoài xong rồi đốt bỏ đập bỏ đó. Đu càng bỏ chạy đốt bỏ đập bỏ để lại hơn 2.000 cái hòm đó, tao đam vậy mà chịu nổi không? Ông ở đó xin lỗi các bạn chứ mình là Duy Nguyễn đam chúa vô địch rồi bạn ơi, còn sắc dụng Việt Nam là ăn khỉ khô gì, cùng lắm lỗ chút đỉnh thôi, lấy khác bù vô từ từ xử lý, chả gì phải căng, ai còn cái gì sai đâu xử lý đó, hiểu chưa, trên tinh thần nhìn ra cái sai, nhận cái sai và sửa sai, kèm luôn cái xử lý cái sai nữa, vậy thôi. Không bạn, mình không có thỏa hiệp với cái sai các bạn đó, cái sai mình vẫn đứng dậy mình phản ánh đàng hoàng, nhưng mà ai sai rồi để chịu tội, ai rồi để xử, thế thôi. Gì à, 300 300 km, 300 km trên giờ mất 6 tiếng nha Duy, máy bay thời gian check in cũng nhiêu đó, 300 km trên giờ. Ô mày, tao nói mày nghe, mày cái tàu nào chạy 300 km trên giờ chạy liên tục không dừng, con nói chuyện ra là biết ngu rồi. Ô mày nói chuyện ra là biết ngu rồi, tàu bên Nhật chạy có 200 mấy thôi đúng không, còn cái tốc độ của trong phòng thí nghiệm nó khác, còn tốc độ ở ngoài nó khác con, nó chạy qua tới tỉnh nó dừng lại phát một bao biết bao nhiêu nhà ga này nọ luôn, ở đó mà làm như bắn cái đùng từ Sài Gòn vô tới Hà Nội á, má rảnh ngáo ngáo vừa thôi con. Bởi vậy nói chung Michael Phan mà chỉ được đam với mấy đứa nghèo nó chưa có tiền nó đi chơi thôi, hiểu không, chứ mày đam với người rành Việt Nam mà rành thế giới như anh mày sao có cửa, đúng không các bạn. Anh Duy cho em hỏi sao Anh và châu Âu vẫn có ca nhiễm Covid Delta mà bắt buộc cách ly hoặc đóng cửa từ các châu lục khác, kệ nó, quyền lực của nó thôi, nó thích thôi chứ giờ sao không, giờ thì ví dụ như trong nước nó quản lý vậy, còn bây giờ nhập ở ngoài vô nữa quản lý sao nổi mà ông nội, thì cái đó là cái luật của từng nước mà theo anh cũng nên như vậy. Thế thôi. Bây giờ ai ai hai kim vaccine rồi đi chơi chứ bên Mỹ nó chưa chích cái đống, nó đi qua nó nhiễm chết sao mày, rồi chưa kể biến thể bên Anh với biến thể bên Mỹ nó liên kết với nhau ra biến thể mới nữa, chết thiên hạ luôn. Cái gì à, chào Duy gì, chào Duy nồ mà không hiểu nồ là gì luôn á, trong từ điển tiếng Việt không có chữ nồ. Cái gì đây, 800 triệu USD đi so với 329 tỷ USD sắc dụng nào chạy thử một cái rồi chữ gì gì à, sắc dụng hồi nào đã chạy thử cả tháng rồi chưa tính chính thức hoạt động. Bạn Duy này cãi cùn trả treo kinh nhỉ, bị người ta đam lại đau chắc lóc phải không, đâu mày đam lại tao đau tao không lóc, còn mày đam lại tao không đau tao lóc à, không tao đam lại coi chơi coi. Gì à, dân dân Mỹ kiện Biden là phát xít vì bắt tiêm vaccine, tin hôm qua mình đưa rồi đó bạn. Anh ơi leo tặc nó chửi người bắt miết luôn á anh, vậy sao mày tha cho nó, phân biệt vùng miền vậy sao tha cho nó, vô đây hỏi anh nữa trời ơi khổ tụi mày ghê. Gì à, metro Bến Thành Suối Tiên 20 km 15 năm chưa xong, ở đâu ra 15 năm mày, tao mới thấy xây có mấy năm mày xạo vừa thôi con, cỡ Hà Nội Sài Gòn 1.500 km chắc ngàn năm mới xong đúng không Di, khỏi cãi. Sao không cãi được, mày nói ngàn năm là mày ngáo rồi, đồ điên, điên gì điên vừa phải thôi kêu khỏi cãi tự nhiên nó nói vậy nó kêu mình khỏi cãi các bạn mấy bạn ngoài Hà Nội ơi, nó đang nói kìa, nó đang nói gì Sài Gòn Hà Nội ngàn năm chưa xong rồi các bạn ơi nó nói vậy nó kêu mình khỏi cãi. Gì leo tặc nó nhiều fan lắm, đam miết không hết, mẹ đam 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 nó thôi, đam fan nó làm gì. Cái chỗ này em sai nha em, bộ vest 56 triệu là sai, 56 triệu là hai bộ đó, 56 triệu là hai bộ nha, nó nói bộ vest 28 triệu là đúng rồi đó, nhưng mà chỉ có cái điều á là anh nó là giống như là em thấy trong cái hình không, em thấy trong hình tin nhắn là anh gửi cho ông chủ đó hai cái video để ông quảng cáo đó, để ông quảng cáo này nọ, nói chung á là cái ông chủ này ông làm kèo riêng với anh nên ông lấy cái giá là cái như cái giá mà không lời á, cái giá mà cái giá không có cắn lắm em, chứ thường thường mai mấy cái vé anh ta cắn ghê lắm nha, cái giá mà lấy công mà lấy công để đổi lấy quảng cáo á, kiểu là như vậy.
Nên mà khi các bạn đi tới chỗ đó các bạn may á, thì chắc chắn bạn may với một chất liệu vải tương đương, đúng không? Chất liệu vải tương đương thì nó sẽ mắc hơn. Chứ nếu mà ổng may bằng giá đó, tôi giận luôn á, thề luôn, bữa sau bảo đảm quay xe không bao giờ quay may cho ổng nữa. Cái 56 triệu là con của hai bộ luôn, một bộ tím với bộ trắng. Còn thị trường đó là bạn cứ cộng thêm chừng 40 tới 50% vô nha các bạn, giá thị trường. Vì có lái hay không vậy cha, có lái không vậy cha, đơn giản cầm chừng vài trăm triệu đi, tao mày ra công an vậy thôi. Nói chung là các em đừng có nghĩ là câu hỏi nào nó cũng miễn phí, mấy em có những câu hỏi đó còn phải tốn tiền nha. Hỏi câu này thì ok, cái về nhà bán đất bán nhà cầm vài trăm triệu anh mày ra công an, làm giàu không khó mấy em, làm giàu không khó. Mấy bạn đừng có nói mình tổ chức cờ bạc cho mấy bạn, mình lôi nó ra công an xong mình lấy tiền của nó mình nộp vô quỹ phòng chống covid quốc gia nha các bạn. Vì bộ vét tự tự mình mua, bộ vét tự mình mua mà phải sao kê trước cộng đồng mạng, khổ quá anh Duy ạ. Thì giờ lỡ rồi em, thì anh mới ghi cái tựa là cái con người duy nhất trên thế giới này, đúng không, phải sao kê trong khi tự mình bỏ tiền túi ra may vét. Thì cái này là mấy em đã phải làm chứng cho anh nha, anh là người duy nhất trên thế giới này luôn, không có người thứ hai đâu các bạn. Mẹ bỏ tiền túi ra may vét mà tự nhiên á, ở đâu đâu á, tháng mấy người ta mình may cái đó là tháng 4, giờ tháng tháng 10 mẹ rồi, ôi em tháng 9 mà 5 tháng rồi, 5 tháng không biết ai đào mồ ra phát một, tự nhiên giờ mình phải sao kê luôn, ghê không. Vì nhà bên cạnh xem thằng lớp 7, nhà bên này xem Duy Nguyễn. Ồ, vậy cho nó cân bằng, kệ đi, ai có gì có. Khi nào phòng gym hoạt động lại anh, nghe đồn ngày 1 tháng 11 em. Vì chú Duy xử lý truyền thông quá đẳng cấp, pha một chút hài hài. Thật sự chú Duy không muốn xử lý gì con ơi, chú Duy chỉ muốn giờ má yên ổn làm ăn rồi xã hội nó thôi, nó thanh bình rồi, nó văn minh rồi, hết dịch Covid đi, ai cũng có tiền nữa, người ta bỏ túi, ai muốn cơm bỏ mỏ hết cho đừng rảnh nữa. Anh chỉ mong muốn vậy thôi à, chứ anh đâu có cái tham vọng xưng hùng tranh bá làm YouTuber đệ nhất YouTuber gì đâu trời. Anh không có cái tham vọng đó luôn đó mấy bạn. Anh không có tham vọng mình phải là người nổi tiếng nhất hay là mình phải là người quan trọng nhất trong xã hội này, trên mặt trận truyền thông này các bạn phải nhắc tên Duy Nguyễn thường xuyên nha. Thôi các bạn quên tôi đi, tôi cảm ơn. Nghe nhất là báo á. Mấy báo quên mình đi, mấy báo ơi. Mình đâu phải diễn viên điện ảnh người mẫu nổi tiếng gì đâu, báo lôi mình ra hoài đó. Mà báo lôi lôi cũng lôi cho đàng hoàng, báo lôi sập dưa quá báo ơi. Báo chơi kỳ quá. Ông mẹ tôi tự nhiên tôi xông hơi xong tôi nằm trước nhà tôi chụp hình, xong rồi cái mấy ông nói là gì tôi để tôi gì tôi làm trai bao tôi mời khách. Trời ơi má, chơi vậy sao thân má ơi, không biết có đi học không làm báo nữa. Tôi nói thiệt, cái mấy thằng báo vô đây coi lại tôi đi. Tôi nghĩ một cái xã hội nó không ngờ mẹ nó khốn nạn tới độ vậy luôn. Mẹ tự nhiên tấm hình mẹ xông hơi con nào mặc áo không, tự nhiên mình xông hơi ra xong cái mình nằm ở trước 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 cái nhà của mình hóng gió xong à, cái nó nói trời ơi gì xô hàng rồi gì xô hàng cho đại gia đồ. Mày ghê thiệt chứ, có tiền đi không hả? Chán báo quá, tôi không biết sao chứ tôi thề tôi không vào đọc báo, báo đọc tin tức thôi. Tự nhiên báo cái con này với thằng kia hai đứa nó nghỉ follow nhau cũng đăng báo nữa, trời ơi trời. Còn che hàng nữa hả? Còn che hàng nữa, má làm tưởng là tao đóng phim CV không à. Vì anh đã xuất hiện trên mạng xã hội rồi thì phải chấp nhận những chuyện này thôi anh ạ. À, ai cũng vậy à, vậy mày cũng xuyên trên mạng xã hội đó, mày có bị chưa? Mấy báo đó báo lá cải mà, nó cố câu view. Báo lá cải nít đọc nhiều lắm em, bởi vậy mới hiểu thế, mới bởi nào mới hiểu mà cha mẹ lo kiếm tiền cho con ăn học mà nó đi nó đọc báo lá cải đó. Vì ngày nào cũng xàm bị Duy Nguyễn lóc mày cái tội không viết qua tên tao 3 triệu phản động nha bạn. Dấu hiệu phản động đơn giản lắm, tên một anh một việc, ghét Duy Nguyễn, viết chữ sai chữ tả đó, phản động đó. Gì gặp báo đó thì báo công an nha anh em hả? Anh thấy cái sân cỏ Mỹ Đình cho bò ăn mà Việt Nam lại đầu tư sân cho Campuchia là sao? Em không hiểu anh, chuyện ba chuyện thế giới không cần mày hiểu mày ơi, giờ mày hiểu chuyện nhà mày được rồi nha. Cái gì em làm xuất nhập khẩu đợt này giá giá xuất khẩu cao hơn gấp mấy lần giá nhập khẩu đó anh. Vậy hả? Đúng rồi, container thiếu mà. Duy Nguyễn giỏi giang thành đạt yêu nước, đam phản động rất thâm sâu như đầy tính hài hước rất hâm mộ, có dịp mua súp BBT nha bạn. Rồi có thằng nó nói tôi livestream bán súp này nha. Hôm nay mình cũng nghe phong phanh câu này á, nói Duy Nguyễn cái gì, Duy Nguyễn livestream bán súp gì lợi gì lợi dụng lòng yêu nước để kinh doanh hàng Mỹ Đế. Anh Duy ơi, có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng nhất không anh? Có em, lúc nào tiền yếu một xíu là tuyệt vọng nha. Anh biết cái vụ cái ông mà bị chửi là ký sinh trùng bị nhiễm Covid chưa anh, chưa em?
À, gì à mà anh Duy à, em hỏi tí anh có BK chưa vậy anh Duy? Có hay chưa, cần báo cáo với mày không? Ủa nít nhiều chuyện. Mày gái đẹp đi trả lời cho nghe. Đàn ông được rựa một hóng nữa. Tính đấu kiếm với anh Duy Nguyễn hả mày? Anh Duy Nguyễn phải gu đó nha. À, Triều Nguyễn giai đoạn 1802 tới 1945 có là chính quyền phản động không Duy? Hỏi dài quá. Hỏi chừng vài chục năm thôi má ơi, má hỏi có hơn 100 năm luôn. Cái gì à, thuyết âm mưu Covid là do Bill Gates cùng hội kính thế giới elite dùng để thanh lọc dân số khoảng 15%, hàng loạt các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ bị government bịt miệng và sự thật đằng sau vaccine. Ok, thì mày cứ sống tiếp với thuyết âm mưu của mày đi, tao không rảnh mày. Nhà bao việc thuyết âm mưu gì? À, anh Duy có nghĩ có sự xào trẻ chứ không phải xào trẻ, sao chính tả mày? Thị trường logistics của Mỹ và Trung Quốc không ạ? À, không hiểu câu hỏi. À, dân mình dân trí thấp không trả được, không phải là nó dân trí thấp. Anh, ở đây em đừng nói nó là dân trí thấp, nó biết hết á. Nó biết hết đó, nhưng mà nó muốn hại người thì nó chơi thôi à, chứ làm gì nó dân trí thấp được, hiểu không? Không có dân trí thấp đâu, dân trí thấp chỉ một phần thôi đó. Dân trí thấp là những cái thằng comment thôi, còn những thằng xe, những thằng viết báo dân trí không có thấp, hiểu không? Nhưng mà nó hại người thôi, nó vậy đó. Họ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, tiền một phần thôi chị ơi, cái phần còn lại là cái tâm ma của họ thôi, đúng không? Gì à, à, bộ vest của anh mua mà tụi nó xuyên tạc ghê quá, thật rẻ tiền. Thì bây giờ tụi em đi cá kèo tụi nó đi, đúng không? Tụi em cá kèo kiếm thêm 5 triệu mày. Mày nói idol tao đi xin vest 5 triệu con. Đó, vậy đó em. À, ủa, ngày uống 21 lít nước luôn anh? Uống vậy không tốt đâu. Tao nói mày một ngày tao uống 21 lít nước bao giờ? Hả? Gì à, cách đây 5 năm, tọa lọa người đã nói xấu sau lưng Duy Nguyễn trong các group gym rồi. Sau bao nhiêu năm thì những thành phần ganh tị về sự nghiệp và danh vọng của Duy Nguyễn bị bịa là câu chuyện quá bình thường. Bình thường lắm em. À, bịa kinh lắm á. À, cái gì à, riêng anh Phạm thả pháo xịn kìa anh. Đâu đâu xịn đâu. Cái gì à, nhà nước Việt Nam đã cho ra cái app Smart Pay, à, liên kết thanh toán vay nặng lãi thu hồi nợ cắt cổ bà con. Ủa mày nói mày chịu đi mày, tao không biết cái app gì trơn á, trời mày ơi. Còn bây giờ nó cho vay lãi mắc thì mày cắm đầu cho mày vay làm gì, hiểu không? Mày tẩy chay nó đi, mày qua Vietcombank vay đi con. Vietcombank vay năm lãi cao lắm 10% mà. Vậy thôi, biết người ta cho vay lãi mắc cứ cắm đầu vô vay, chả hiểu. Mà lên mạng khóc lóc đổ thừa nhà nước. Bố. Cái đó người Bắc người ta kêu là bố khỉ đó các bạn. Mong cho tháng 9 này nước mình ổn định lại để còn đi cày nữa. Thì ông cứ yên tâm đi, đầu tháng 10 đi cày được rồi đó. Sao chị Hằng thông báo ngừng livestream vậy Duy Nguyễn? Thì chị Hằng cũng thông báo trên live rồi đó. Chị cảm thấy bây giờ chị hơi bị hụt hẫng này nọ kia đó, không có like hả ba? Tôi cũng có like như ông thôi chứ sao ông vô ông hỏi tôi? Mà nói chung á thì cái diễn đàn này của tôi là không phải diễn đàn phân tích về một người nha các bạn. Phân tích về một người nhiều YouTuber nó làm lắm rồi. Còn diễn đàn của tôi là khai dân trí, nó khác nhau chỗ đó nha các bạn. Nên các bạn đừng có mong bây giờ mượn cái miệng của tôi để tôi gọi là tôi phân tích cái này của người này, cái kia của người kia, không có. Em mình không có phân tích nha các bạn. Đối với một con người trong xã hội á, thì mình chơi là mình chơi, còn mình không chơi là mình không chơi. Nó cái đó là chuyện cá nhân của mình, chứ mình cũng không cần phải đem lên mạng báo cáo ừ mình chơi người này mà mình không chơi người kia, ok các bạn. Nên các bạn phải hiểu Duy Nguyễn nha. Đó, Duy Nguyễn không phải là TikToker, Duy Nguyễn không phải là YouTuber nha các bạn. À, dân trí của Mỹ không được cao lắm hả anh? Túng tì Mỹ nào nữa em. À, ở gì à, qua dịch anh Duy và team media làm quảng cáo mới nha anh. Coi quảng cáo cũ tụi em thuộc rồi, yên tâm đi, sẽ có quảng cáo mới nha mấy em.